Hello anh em, em vừa qua tới bến lại đây anh em ơi. Bữa nay có cái tin động trời đây. Hồi chưa giờ về mà không phát hiện không hay gì luôn. Anh em biết gì không? Bỏ quên cái ấy là trời, bỏ quên nguyên bộ máy luôn nè. Hồi sáng em lấy cái âm đi cái bình đi vô không à. Giờ còn còn bỏ quên cái lo với hai cái lo lại. Hên ở đây nhờ có ông chú ổng nè. Nè. Hên nhờ có ông chú ổng lấy bây giờ không thôi tàn đời rồi. Trời ơi. Thỏ chim gì tệ hết sức tệ. Ngày ngày qua hết 3G. Xong nằm ngủ tới khuya bắt được có 5 6 con chim mà. 6 con chim mà. Bữa nay ngủ quên luôn. Ngủ đã luôn anh em. Xong rồi về. Rồi trời. Rồi bỏ quên bỏ lấy hai cái máy bỏ đi luôn với đó ông nội ơi. Hết biết sự đời trời mưa nè, ướt nhẹp nè. Cái nồi lao đang đậy mấy cái đèn của cái mà tập thể của cái gam ly đó. Ông chú nhờ có ông chú. Ông chủ đất này nè. Ông đất này ông mướn, đất bên đó mới của ổng. Gọi là đất này của người ta, gọi đất này của ổng, nghệ với của ổng. Quá thế mới để em làm giàu. Mà hên nhà nhà ông cắt giùm là cháu quen không á. Như giống như bữa hổm nè. Lứa nè mấy bữa trời trăng đó từ bữa mùng mùng 8 mùng 10 gì đó. Mùng 8 mùng, bữa đó em nghĩ là mùng 7 mùng 8 gì đó. Em nghĩ tới bữa 2 22 23 đó em mới qua đây thổi lại. Mà em cũng đâu có cuốn cuốn lưới làm để nguyên gì nè. Trời bọng là để xin vậy đó. Mà đã cũng đâu mất gì đâu. Hết biết rồi. Qua đây rồi gặp bộ máy hết hồn hết dí hết trơn. Nói trời trời phải có ai đi là thấy bà rồi. À, đi hỏi chim mà mắc bộ đồ nghề bỏ quên bộ đồ nghề lên mà không biết luôn chứ. Cùng cái mạng thiệt. Nó dính cu vàng hay gì nè. Dính cu vàng nè. Chắc dính cu vàng mà không gỡ rồi. Gỡ đừng xé lưới được rồi. Hết hồn anh em ơi. Ông với bên này nè, mấy anh em phải quắc mà nè. Nếu mấy anh em đi mà gió mà hiu lắc cái cây kiểu này nè, gió kiểu này nè. Nó gió cái này mà gió lạnh ha. Gió cả đêm ha. Là coi như há mồm đó. Là mấy con chim mấy con cò mình là nó chuẩn bị thay lông hết trơn. Không tin mấy anh em đi kìa. Mấy thời tiết đó chim rất lông hết. Mày mấy thời tiết mà gió là lạnh vui đó. Một là chim nó nhắc cái bay à. còn không lần tớp là rất lông mà nó ngộ đời vậy đó. Bữa nay luộc chịt bọng rồi đem qua ăn nè. Hết biết rồi. Nó qua gặp được con máy mừng mừng hết lớn. Thôi cho tranh thủ ra đặt máy nè, đặt máy coi sớm có cho chim nó mở nó lớn cho chim nó gom về vườn tược ở đây. Bây giờ khu chú em đây có được mấy cái lõm nè. Ở đây là còn cỏ còn một cỏ chứ như chỗ mấy chỗ bên đây không có giường xịt gió hết trơn ha. Mình ở ngoài nhìn vô mà anh em đứng dưới đất thấy được gì hết trơn nè. Là chim đâu có ở đâu. Còn ở dưới mấy mương á là ta xịt gió hết trơn nè. Không, bữa nay vườn tượng cây cọng có giá bởi vì cái cây trái có giá bởi vì cái người ta làm xịt gió hết trơn. Chim nó đâu có ở được nữa. Nó đi hết trơn bởi ít chim. Còn được cái khu của em chỗ này à. Mà khu ngoài kia cũng ít cỏ nữa, khu trong đây tại cái vườn này cắt làm hai là làm cho hai chủ mướn. Rồi. Đang mưa lá gắt nữa kìa anh em. Coi nè. Mưa nhem nheo nheo nữa nè. Thôi ra anh em mình gặt máy chứ thôi, hồi mưa giờ đặt không kịp hết nè. Mình đặt cái máy xong cái máy này mình lên chém gió rồi chơi. Mới vừa xong anh em ơi. Bây giờ máu không. Mới vừa săn được con quắt về nè. Nói với mấy hầm đặng cái hầm đặng có cái hầm có muốn á. Nói với mấy hầm đắng, em đi cuồn cuộn đắng có kim cây có con nào không tung ra. Chứ bắn nó xong nó về đây cái gặp được được dính lưới được con này mới giật đây nè. Nãy giờ cũng được mấy mớ rồi nha. Đây coi mấy con nè. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dưới con mà vừa bắn chết là 9 con nè. Mà thấy mẹ luôn. Nè, hạ sát được bữa nay là cái nào không hạ sát được 2 con. Chim bữa nay sao nó nhát nhát kỳ lắm anh em ơi. Bữa nay là chim mà nó không hay lông, đá em mười đá cũng chơi nữa. Chuẩn bị mưa gió hiu không là nó hay lông mà chim nó nhát nhát nó gì kỳ khó chịu lắm. Nó anh em là bắt nó cái nó cà lĩnh nè. Nó không có sung không có ấy. Quay à. Đuối luôn nè. Đi nãy giờ đi tới lui. Bắn
bắn con chim mà bắn con chim mà đi tới lui tới lui tới lui nãy giờ chưa tận ấy đó. Tại bắn ở dưới nó bay, nó bay đọc xài á, cái đầu mình làm dấu, mình làm dấu, cái mình làm dấu ăn mình đi tới lui bắn bắn nó nữa. Vậy mà em qua bển kiếm hoài không có, tức lấy đồ gung cây luôn mà nó không bay. Cái em đi bọc vòng cái đường hầm, cái cô quay ngược lại ngay chỗ mình làm dấu nãy đó, nhìn lên gặp thấy đứa ra đó nữa. Nói, trời ơi, cái là tưởng đâu là không xong rồi, cái đầu móc nó không gặp bắn cái bụp. Sao cái đầu tiên chúng anh thêm viên nữa. Cái mình con chim nó ít gì cũng phải 3-4 viên đạn, mình chúng lẻo lẻo á, nó đầu tiên hết bắn gãy giò với nó không bay. Chốt được cái chốt luôn, cái bắn nó xích lên nhánh cây đó không, mà xích lên nhánh cây cái đầu em đứng bên đây nè, cái em nhìn cái bệnh kia đậu cho nó là mình coi định vị coi nó ở nhánh nào, nó đi ra nhánh nào, đi kiểu sao đó. Có bệnh nhìn lên thấy anh liền đến anh nó búng làm gì đạn nữa, xong lên đường anh, tại cây nó hơi bịch nó cản á, bắn không bay. Trời, bắn mà bịch sướng chính con quá mình em ơi. Giờ nằm nên giờ nằm ghế lông thôi chứ thấy không trong rồi đó. Rồi giờ nằm ghế lông thôi rồi tính gì tính, để khác làm sao kiếm đăng, kiếm mấy clip đăng phải đi chụp mấy chị bên em xem, mà kiếm nó cà lĩnh nó ứa gan lắm. Bởi vì mình chơi bảo phát bảo tàng chụp lẹ nhanh gọn lẹ, lấy tay chụp nhanh gọn lẹ đó, giống như phim chằng tiền chừa là nó chạy á. Mình ra chụp mình chụp đếm với nó, còn con nào thấy điếm được là con nào thấy điếm được là chụp giật luôn, nhanh gọn lẹ với nó. Mấy con mình chim mà cà lĩnh mấy anh em đấy, mấy con chim mà nó cà lĩnh ha, là anh em cứ càng nhanh càng tốt, làm lẹ đi nó chim lên rồi mình làm lẹ đi, càng dây dưa càng lâu với nó là càng khó bắt nó. Tại là nó đã có tính đề phòng cho mình rồi, để lâu với nó là chết đó, với nó vào mất tiêu uổng. Bắt không được lấy cây đập luôn, đập không được lấy, mới đầu chụp ra không được thì lấy giọt được thì lấy cây đập được nên hùng bắn luôn. Rồi làm nước thuốc rồi lên nào em ơi, sáng coi tổng kết rồi sao, coi là lát không có cái con nào bay, mình ra bánh chim thiên nhiên này cho nên là chả biết lúc nào nó bay, chả biết lúc nào không bay, bây không biết sao. Quay clip thì có gì quay đó anh em xem chơi hết em, miễn hình hên lát có con chim nào về lo em chụp được, em chụp anh em xem chơi có mấy bước di chuyển để nữa. Cái đầu em có ấy, em hướng dẫn mấy anh em mà mới vào nghề chơi á, di chuyển sao để chụp cho con chim mà cho nó dạng á, chụp anh em. Hello anh em, xong giờ là xong ngày nữa anh em ơi, mới cuốn máy vô giờ cũng đâu gần 7 giờ rồi, 6 mấy rồi. Giờ rồi chuẩn bị cuốn lưới nè, bến thì hết làm được rồi, đây chuẩn bị tỉa bắp làm vài ba ngày nữa chăng lên, chắc cô cũng nghỉ tỉa bắp là coi như xong, đâu làm gì được nữa đâu, vô làm đi hư bắp của người ta hết, với người ta đốt ấy nữa. Bữa nay nay làm cũng có lý nữa mà. Ngày qua làm được có 6 con, tưởng nó đói, bữa nay được con túm này nè. Con bồn bộ không biết mười mấy con, không biết. Chứ hồi tối bắn được con dục cho nó còn nằm đó kìa. Kiểm thử bữa nay được nhiêu con. Nhìn thấy trời này là chim này nó hai lông là hên xui, làm gắng gắng làm mấy bữa chứ nó chứ không cũng không thua mấy đâu. Nó mềm, nó có lông con đó. Cái nó mềm cái mình nó lại sao á, nó không có sung. Kiểm thử có nhiêu con. Em không cảm nha, ngồi chổng nè, ngồi ở đây nó thấp quá. Nó chỉ bị cháy nắng nữa nhìn không thấy. Một chú. Hai chú, ba chú. Bốn chú. Năm chú, một chú với bốn chú nữa là năm chú, đựng chục con là đẹp, sáu con,
7 con, 8 con. Chín con, 10 con. 10 con dưới không? 10 con. Dưới con dây thì 11 con. Hết luôn là được 12 con em ơi. Còn con này tối em bắn nè, bắn mà còn sống nè, con bắn đầu tiên còn sống nè. Bắn. Ở đây là 11 con với trong kiên con nữa là 12 con. Tổng luôn hết được 12 con em ơi. Bữa nay là mấy bữa nhiều nhất của em. Có như nhận qua được 6 con mà dính tàu la bắt xế không ngủ, trời ơi, ngủ bỏ quên cái máy luôn đó, ngủ bây giờ cứ ngơ màng sáng. Rồi đâu tối khuya dính được 3 con đó, rồi sáng lùa đâu hơn được 3 con nữa. Là 6 con nó chúng tôi cũng đói há mồm rồi. Rồi ngủ mơ màng rồi bỏ quên cái máy đây luôn như trong nội thôi. Đơn cái bình vô cái rồi. Hãy biết sự đời. Bữa nào có dù có nào hay quýt là hay quên em xem chơi. Làm chi mà bữa chúng bữa khác hên xui. Chỗ thời tiết đẹp thì được nhiều. Không có cái bến ở đây mà tới mùa tháng 10 anh em, thổi gà chích mắc xéo. Mấy anh em có như giờ với em có làm mắc xéo làm được nè anh em. Nghe em có nghe mắc xéo nó bay nó kêu chít á. Mới hồi tối nghe nó bay à. Chắc chiều nay giờ bản làm mắc xéo quá, chị bản cần thêm lưới mắc xéo ở trong vườn á. Tại em làm đây em còn bãi một còn bãi thôi vườn em nữa. Còn một bến thôi vườn em nữa mà em không có đó, quay clip đăng được. Đang hạn chế gắn im dưỡng dưỡng vài bữa nữa cái đầu đang làm chứ quay clip đăng lên đây lắm hết trơn mất công rồi. Nữa là tới mùa khó làm đó à, chiều nay về là làm thêm ít mắc xéo nữa. Thấy nghe nó bảo chưa biết thấy im nó thì hành vải em ai được nữa em mười mấy con thì hai con đó mừng chín cháu được. Bây giờ gom đồ dọn dẹp em ơi, qua tranh thủ bữa này lại nó gom nó đốt xuống lưới nghỉ thôi. Cảm ơn em, hẹn lại anh em lúc sau nha.